Các bạn, sau đây cô sẽ cùng với các bạn giải bài tập số 9 sau khoa vật lý lớp 12 trong 158. Thì bài hỏi như sau. Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện? A. Electron bứt ra khỏi kim loại khi bị đun nóng. B. Electron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào. C. Electron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác. D. Electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng. Để có thể trả lời được câu hỏi này, cô sẽ cùng với các bạn xem lại lý thuyết về hiện tượng quang điện mà chúng ta đã học. Định nghĩa về hiện tượng quang điện như sau. Hiện tượng ánh sáng là bật các electron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện ngoài. Như vậy, cô và các bạn cùng ghi lại khái niệm và chúng ta sẽ tiến hành đi tìm đáp án đúng. Hiện tượng quang điện là hiện tượng ánh sáng làm electron ra khỏi mặt kim loại. Như vậy, cô cùng với các bạn sẽ tìm lại bốn đáp án để chúng ta có thể lựa chọn được đáp án đúng. Nung nóng không chính xác, ion đập vào không chính xác, va chạm với một nguyên tử khác không chính xác, bị chiếu sáng hoàn toàn chính xác, đúng như định nghĩa của chúng ta. Như vậy cô và các bạn có thể chọn đáp đúng. Đáp án đúng ở đây là đáp án D. Chọn đáp án D. Như vậy bài tập số 9 đến đây là kết thúc.